xin chào anh chị em có vẻ như ca đàn thứ tư của chúng ta đang trở nên mạnh mẽ và vững mạnh hơn tôi tạ ơn chúa và cảm ơn tất cả các thành viên vì sự cống hiến của các bạn và sự có mặt của các bạn tôi đang nói một cách nghiêm túc không phải là nói đùa và điều này làm tôi nhớ đến gedeon chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện về Gedeon. Và trong sáng đức ký chương 7, trưởng lão đã đọc từ cái câu 15 tới câu 18. Nhưng chúng ta có thể tiếp tục từ đó. Nhưng bạn có thể tưởng tượng được 300 người lính đang cố gắng đi theo Gedeon không? Và Gedeon nói, hãy đi theo tôi. Và cơ sở của điều này là gì? Vâng, chúng ta đang đi đâu? Ông ấy nói chúng ta sẽ đi chiến đấu chống lại 135.000 người. Vậy là gấp 450 lần số quân bên Gedeon. Và chúng ta phải hỏi ông ấy rằng, vậy cơ sở của ông ấy là gì? Kế hoạch của ông ấy là gì? Lý do chúng tôi đi là vì Chúa bảo chúng tôi đi xuống và kiểm tra. Vì vậy, chúng tôi đi đến một góc của toàn bộ trại và nghe một người lính kể về giấc mơ của mình bánh mì, lúa mạch, lăn xuống. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ đi. Bạn có ở đây với Gedeon không hay bạn đang chạy trốn rồi? Và kế hoạch là gì? Chúng ta sẽ chiến đấu như thế nào? Chúng ta sẽ lấy... Ba thứ họ đang lấy là gì? Cái lọ, cái lọ rỗng. Và có đèn pin. Và những gì khác. Kèn, có súng hay kiếm mũi tên cung giáo không không kèn sau đó là bình và đuốc ai muốn đi ai muốn đi cùng tôi và geron đang nổi tiếng là hèn nhát phải không trở nên sợ hãi và ông nói với họ rằng được rồi đây là kế hoạch lấy ba thứ đó ra chia ra như thể chúng ta có quá nhiều người chia thành ba nhóm. Được rồi, ba nhóm. Và ông ấy nói, Gero nói, hãy ngó ta và làm y như ta làm. Hãy ngó ta và làm y như ta làm. Khi ta đến đầu trại quân, các ngươi sẽ làm theo điều ta làm. Bây giờ ai đang ở cùng tôi ở đây? Ai đang ở cùng Gedeon? Đây không phải là một nhiệm vụ tự sát sao? Điều này giống như thật điên rồ. Điều này thật điên rồ. Điều này thật ngu ngốc. Và ông ấy nói đây là điều Chúa bảo tôi làm. Bạn có bao giờ suy nghĩ về câu nói của sứ đồ Phaolô hãy trở nên giống tôi? Bạn sẽ nghĩ gì nếu tôi nói với bạn rằng hãy trở nên hãy sống giống tôi? Nếu bạn muốn đi hãy trở nên giống tôi, có lẽ bạn sẽ cười vào mặt tôi mất. Có lẽ bạn sẽ nói trong lòng rằng: "Một sư đã trở nên quá kêu ngạo." Quá kêu ngạo. Ông ấy bảo chúng ta phải trở nên giống ông ấy và không phải trở nên giống Chúa Giêsu, nhưng sứ đồ Phao-lô không phải đang quá kêu ngạo. Nhưng bởi vì ông đang làm theo Chúa Giêsu, vì vậy hãy trở nên giống tôi nghĩa là không phải là tôi đang làm gương hãy theo tôi trên con đường của Đấng Christ. Gideon, khi ông ấy nói, làm y như ta đã làm, ông ấy đang không phải cố gắng trở nên kiêu ngạo hay là ông đang không tự vinh danh cho chính mình. Đó là vì ông đang làm những điều gì Chúa phán với ông, ngay cả khi ông không muốn làm điều đó. Ông đã học được một đời sống vâng lời, một đời sống vâng phục và tôi tin rằng đây là bí quyết chiến thắng và tựa đề ngày hôm nay cho phần này là bí quyết chiến thắng và nếu chúng ta muốn đạt được sự chiến thắng tôi tin rằng chúng ta phải học thật nhiều qua câu chuyện của gideon bạn có muốn đạt được sự chiến thắng trong cuộc đời của mình không và tôi cầu nguyện cho sự chiến thắng của chúa trong toàn bộ nhà thờ zion và chúng ta luôn đấu tranh trong chính mình cuộc chiến và trận chiến nằm trong chính cuộc đời của mình trong chính tôi giữa thiện và ác và chúng ta luôn trong cuộc chiến chống lại thế lực bóng tối ngay cả chức vụ của chúng ta cũng là một cuộc chiến để tiến lên để làm những gì chúa bảo chúng ta phải làm trong đồng vắng trong cuộc đời của abraham trong cuộc đời của jacob trong cuộc đời của Job, đó cũng là trận chiến. Mọi thứ đều là cuộc chiến chống lại thế lực của Satan. Và chúng ta đang trong một trận chiến. Và ngay cả chức vụ của chúng ta, khi tôi đang chuẩn bị cho phần học ngày hôm nay, cũng đã nhắc nhở tôi về việc chúng ta đi đến những quốc gia khác nhau hoặc những khu vực khác nhau, thậm chí đến Singapore để chia sẻ lời Chúa. Đó là một trận chiến. Bản thân điều đó là một trận chiến. Bạn đi làm hay là đi học mỗi ngày, việc giữ vững đức tin là một trận chiến. Vì vậy tôi cầu nguyện rằng thông qua điều này chúng ta có thể học cách có được chiến thắng. Và điều này gần như trực tiếp từ loạt sách lịch sử cứu chuột quyển số 3 và điều gì đã tiếp thêm sức mạnh cho Gedeon và mang lại cho ông sự hy vọng? Chính là giấc mơ đó. Và nhân vật chính quan trọng trong giấc mơ đó là gì? Là bánh lúa mạch. Là thứ được lăn xuống trại và xuyên qua trại cái lều Chiếc lều ám chỉ những người lính trong trại Madian. Nhưng chiếc bánh lúa mạch đó tượng trưng cho điều gì? Trong giấc mơ đó, giải thích giấc mơ là hai người lính đang nói chuyện. Một người nói, tôi đã mơ thấy bánh mì lúa mạch. Và người kia đáp rằng, đó chắc chắn là Gideon. Đó là loại giải thích gì? Đó chắc chắn là Gideon. Làm sao bạn biết? Không, Gerdon không ai kể cho ai cả. Hoặc Gerdon không phải là chủ cửa hàng bánh mì lúa mạch. Có điều gì đã nói với ông ấy? Chắc chắn là chúa đã chê nghét cái tên Gerdon. Nhưng trong kinh thánh, xuyên suốt kinh thánh, bạn biết bánh mì lúa mạch tượng trưng cho điều gì? Chúng ta hãy lật ra trong văn chương 6 câu 51. Tôi xin phép được đọc. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta. Chúa Giêsu là bánh đã lăn vào, đã lăn xuống thế gian này. Ngay cả khi họ thông giải rằng bánh mì lúa mạch này là Gedeon, nhưng toàn bộ cuộc đời của Gedeon được báo trước là một hình bóng về Chúa Giêsu. Bạn có thể nói, làm sao một người hèn nhát có thể trở thành Chúa Giêsu hoặc đại diện cho Chúa Giêsu? Chúa Giêsu được coi là không có gì, không có ý nghĩa, không có hình thức. Như Esai chương 53 có chép, đó là một tròi non không có hình dạng. Chúa Giêsu sinh ra ở Bethlehem. Vào đâu? Tại đâu? ở một máng cỏ không có gì cả không có gì để nhìn vào không có gì để tự hào nhưng ngài chính là bánh từ trời xuống và ghéon một ổ bánh mì lúa mạch tưởng chừng như chẳng có gì cả một thứ tầm thường nhưng lại lật đổ được trại quân và vậy chiến thắng này đã đạt được như thế nào điểm đầu tiên Chiến thắng với kèn và đuốc. Chiến thắng với kèn và đuốc. Bắt đầu canh giữa đây là câu 19 và câu 20. Nếu chúng ta có thể đọc câu 19 và câu 20. Các quan sát chương 7 câu 19 và câu 20. Gedeon và 100 quân theo người đi đến đầu trại quân vào lúc canh 3 hồi mới giao canh chúng thổi kèn và đập bể bình mình cầm nơi tay bấy giờ ba đội quân thổi kèn và đập bể bình tay tả cầm đuốc tay hủ nắm kèn đặng thổi đoạn cất tiếng reo lên rằng gương của đức jehovah và của gedeon vì vậy quả thật là một kế hoạch họ đã sử dụng ý thức chung và logic của họ lúc này là vào giữa đêm Giữa canh là khoảng 10 giờ đêm tới 11 giờ đêm. Rất yên tĩnh. Tôi biết quân lính đã mệt mỏi và đã buồn ngủ. Và đã ngủ quên. Bạn sẽ tấn công trại đó như thế nào? Phục kích lặng lẽ. Và bò hoặc đến gần họ nhất có thể mà họ không nhận ra bạn không bật báo thức và nói rằng ô chúng tôi đang ở đây nè nhưng kế hoạch của họ là đứng khác xa và thổi kèn này hãy dậy đi chúng tôi đã đến đây để chiến đấu với các người ba đội quân thổi kèn và đạp bể bình tay tả cầm đuốc về cơ bản bạn đang cố gắng để đánh được những người này và những người này dường như đang ngủ quên nếu bạn muốn thắng bạn phải đến yên lặng trong bóng tối và không thể thấy được để rồi họ không thấy được nhưng họ giống như là bật báo thức bật đèn lên và xin chào tôi đang ở đây để đấu với bạn và quên mất một điều Thanh kiếm ở đâu? Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng theo logic của người, điều này là vô nghĩa. Và khi nó không có ý nghĩa về mặt con người thì đó phải là đường lối của Chúa. Chúa đang làm điều này để cho họ thấy rằng không phải họ đang chiến đấu mà Chúa Ngài đang chiến đấu họ đã sử dụng cái gì họ thổi kèn và sử dụng bình trống và đập bình cái kèn tượng trưng cho điều gì cái kèn tượng trưng cho rằng tôi sẽ gọi cho bạn tất cả các câu gốc nhưng chúng ta sẽ không đọc hết chúng ta không có thời gian để đọc hết các câu gốc tiếng kèn xuyên suốt kinh thánh tượng trưng cho lời chúa và cuối cùng Cô Đinh tôi Nhất chương 15 Câu 58 hoặc câu 55 Và câu tiếp theo Khi tiếng kèn cuối cùng Sẽ được thay đổi Đó là nói về ngày cuối cùng Khi Chúa tái lâm Cùng với tiếng kèn Chúng ta sẽ là những diễn giả của Đấng Christ Những người đã chết sẽ sống lại Đó là lời Chúa Là sự sống đời đời Chính lời Chúa ban sự sống cho thể xác chết và thể xác hư nát của chúng ta và biến nó thành đời đời sự sống đời đời của ngài và đây là lời mà chúng ta cần nắm giữ trong cánh tay phải của mình và những gì họ làm thổi kèn có nghĩa là họ đang công bố sự chiến thắng trên trận chiến vậy điều đầu tiên mà chúng ta cần là gì để có được sự chiến thắng. Chúng ta cần lời. Chúng ta cần lời. Thi Thiên chương 17, câu 20 có chép rằng chính là bởi lời ấy mà chúng ta được chữa lành, xuyên suốt kinh thánh. Chính lời ban cho chúng ta sức mạnh. Chính lời Chúa chữa lành. Chính lời Chúa ban cho chúng ta sự chiến thắng. Số cái giúp tô ký chương 19, câu 16. Và sau đó, cái câu 18 tới câu 19, sự hiện diện của Đức Chúa Trời sự hiện diện của Chúa đã được dân chúng báo động. Dân chúng biết đến qua tiếng kèn. Không có người thổi kèn ở núi Sinai. Nhưng khi sự hiện diện của Chúa đến, họ nghe thấy âm thanh giống như tiếng kèn. Câu 18 và câu 19 cũng vậy. Số giúp tốt ký chương 19 câu 18 tới câu 19 và số cây giúp tốt ký chương 20 câu 18. Lê Vy Ký chương 25 câu 9. Dô chương 6 câu 4 tới câu 5. Dô chương 6 câu 4 tới câu 5. Ê Sai chương 27 câu 13. Ê Sai chương 58 câu 1. Matthew chương 24 câu 31 có chép rằng Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhắm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia. Vì vậy, tiếng kèn sẽ phân chia những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn, những người được cứu trong thời kỳ sau rốt. Và Ngài sẽ tập hợp lại dân của Ngài qua tiếng kèn. Tại sao chúng ta lại rao giảng lời Chúa? những người nghe tiếng kèn và những người được Chúa kêu gọi sẽ nhóm lại với nhau. Nó giống như một nam châm, giống như một bộ lọc thuộc linh cuối cùng sẽ thu hút dân chúa lại với nhau. Một trong những điều mà một sư của chúng tôi thường nói là chúng tôi cần nỗ lực để tập hợp lại để nghe lời tôi nghĩ rằng điều đó có nghĩa là với chúng tôi ông ấy đang nói rất nhiều lần nghe như cằn nhằn đến nhà thờ đến nhà thờ đừng bỏ lỡ nhà thờ nhưng rồi bây giờ khi tôi đang học nhiều hơn và tôi nhận ra rằng tập trung vào âm thanh của lời này và những người tập hợp lại là dân Chúa. Những người quy tụ lại là 144.000 người nhân danh Chúa. Vì vậy chúng ta nhóm họp không phải vì lợi ích của hội thánh hay vì mục sư. Nhưng chúng ta nhóm họp là nơi có lời vì sự biến đổi của tôi. Và xin hãy nhớ, mỗi lần bạn đến nhà thờ để nghe lời Chúa, đó là một sự thực hành trong ngày biến hóa. Nơi nào có lời Chúa đến, nơi nào có lời đến là nơi mà con dân Chúa sẽ tụ hợp lại. Trong Thessalonica nhất chương 4 câu 16 có chép rằng vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống, bấy giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Hebrew chương 12 câu 18 và câu 19 Hebrew chương 12 câu 18 và câu 19 Điều thứ hai, về mặt khác. Một cái bình rỗng bên trong có một chiếc đuốc. Bên trong là ngọn đuốc. Ngọn đuốc đang cháy. Bạn có thể thấy một ngọn đuốc đang cháy tại đâu? Trong kinh thánh trong Kinh Thánh, chúng ta thấy ở trong Sáng Đế Ký chương 15 và lịch sử cứu chuộc chúng ta thấy ở trong cuốn thứ hai phải không? Giao ước của ngọn đuốc. Sáng Đế Ký chương 15 câu 17 có chép rằng khi mặt trời đã lặn, thình linh sự tối mịch giáng xuống, kìa có một lò lớn khói lên và một ngọn lửa lề ngang qua các xác thịt đã mổ. Đây là lúc Đức Chúa Trời ban cho Abraham giao ước và dấu của giao ước này là đây là điều này. Có một lò lớn khói lên, bạn thấy loại lò lớn khói này ở đâu trong Kinh Thánh? Trong e trên trong e trong Khải Quyền, tại ngai của Đức Chúa Trời, đó là hình ảnh ngai của Chúa. Và vì vậy, lò lớn khói lên không phải là một lò hút thuốc lá được chứ. Lò lớn khói lên nghĩa là được làm nóng chứa đầy lửa và một ngọn lửa lè ngang qua các xác thịt đã mổ. SI chương 62 câu 1, Esai chương 1 câu 18 và Esai chương 12 câu 16 ngọn đuốc rực cháy tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài. Vì vậy bên tay phải bạn đang cầm một chiếc kèn là lời của Chúa và công bố lời của Chúa và bên tay trái là sự hiện diện vinh quang của Chúa. Ồ! Tôi mới nói lúc đầu. Làm thế nào bạn có thể giành chiến thắng trong trận chiến với ba thứ đó? Nhưng bây giờ chúng ta đã biết ý nghĩa của chúng. Hai thứ đó có nghĩa là những gì chúng ta cần để có được sự chiến thắng, lời của Chúa và sự hiện diện của Chúa, sự hiện diện vinh quang của Chúa trong cuộc đời bạn. Bây giờ, họ đã bày tỏ vinh hiển về sự hiện diện của Đức Chúa Trời như thế nào? Bây giờ họ phải đặt bể bình đập bể bình tượng trưng cho tấm lòng của chúng ta chính chúng ta chính đời sống của chúng ta chúng ta là một chiếc bình chứa đựng bạn là một chiếc bình trống rỗng hay bạn là một chiếc bình chứa đựng ngọn đuốc đang cháy đang bừng cháy trong bạn một trong những thành viên một trong những người đã đến dự buổi công bố của chúng ta tôi sẽ cho thấy điều đó vào ngày của chúa sắp tới nếu không vui lòng nhắc tôi để hiển thị nó trong thời gian thông báo tôi sẽ làm chứng nhưng lời chứng của một trong những thành viên clc ông ấy nói khi tôi lắng nghe lời chúa ông ấy nói tôi giống như hai môn đệ đi xuống núi tấm lòng tôi đang rực cháy tấm lòng đang cháy lên là như thế nào khi ông nghe lời thật khi hai môn đồ nghe về lời thật tấm lòng của họ đang bừng cháy có phải tấm lòng của bạn đang bừng cháy không không phải vì đồ ăn mà bữa tối hôm nay bạn đã ăn quá nhanh đó không phải là một tấm lòng đang cháy chúng ta có ngọn lửa của chúa trong chúng ta không nhưng họ đã thể hiện điều đó như thế nào? Họ đã đập bể bình không? Chúng ta cần phải được phá vỡ để bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngay khi kẻ thù cũng nhìn thấy điều đó, nghe thấy âm thanh của kèn, nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bộc lộ qua của tế lễ của chính chúng ta thông qua sự cống hiến quên chính mình của chúng ta họ sẽ được tan chảy một điều nữa xảy ra ở hàn quốc khi công bố chúng tôi đã có một buổi làm chứng và thảo luận nhóm và hầu hết mọi người nói về hai điều hai điều tốt đầu tiên là lời của chúa rất tốt và thứ hai những người tình nguyện và phục vụ đều rất vị tha và tận tâm đến mức họ nhìn thấy Jesus Christ trong họ. Mọi người đều nói rằng, họ nói rằng chúng tôi học được rất nhiều điều qua công việc nhưng chúng tôi cũng học cách phục vụ thông qua mọi người. Vậy ngay cả khi có một lời chứng được nói ra bởi một trong những nhà truyền giáo khi thông báo với toàn thể nhà thờ rằng sẽ có một sư quốc tế toàn cầu nên chúng tôi cần tình nguyện viên đến nói tiếng anh nhưng có một trưởng lão đến gần tôi và bà ấy nắm tay tôi và nói tôi có thể đến và dọn dẹp hoặc giúp mang thức ăn được không tôi không biết tiếng anh tôi có thể chỉ và nhà truyền giáo đó đã òa khóc và nói rằng tất nhiên bạn có thể đến với tấm lòng như vậy bạn luôn có thể đến và có rất nhiều người tình nguyện đã đến giúp đỡ và họ đã giúp đỡ như thể có những thiên sứ đến với chúa giống như Abraham đang phục vụ ba thiên sứ và điều đó thực sự khiến tất cả mọi người có mặt ở đó cảm động nếu chúng ta đứng vững chúng ta sẽ che đi ánh sáng của ngọn đuốc. Ngọn lửa của ngọn đuốc và họ sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Nhưng khi chúng ta tan vỡ, ánh sáng đó sẽ tỏa sáng và những gì sẽ xảy ra. Những người Madian, họ thức dậy, nhưng Đức Chúa Trời khiến họ phải kinh hãi và họ đã đánh chiếm lẫn nhau và họ phải bỏ trốn. Trong số 135.000 người, 120.000 người đã bị tiêu diệt trong đêm đó. Còn lại bao nhiêu? 15.000 người đã bỏ chạy. Nhưng quân của Gideon đã đuổi theo đến tận nơi họ đang ẩn náu. Chúng ta hãy ghi chép câu này. Các quan sát chương 7 câu 21. Các quan sát chương 7 câu 21. Có chép rằng, chúng đứng vây quanh trại quân. Ai cứ chỗ nấy Cả trại quân bèn vỡ trại, cất tiếng la và trốn đi. Nó sẽ rất đáng sợ. Họ chỉ đặt vỡ chiếc bình và nhấc ngọn đuốc từ xa lên. Có vẻ như tất cả đều thức dậy. Họ điên và rút kiếm ra có vẻ như họ sắp đến và tấn công nhau. Và bạn sẽ làm gì? Thành thật mà nói bạn sẽ cảm thấy mình đang làm gì đây? Tôi vừa làm gì vậy? Tôi vừa đánh thức họ dậy và sáng đèn vào họ để họ có thể tìm đường đến đây. Chúng tôi đang cho họ thấy chúng tôi đang ở đây. Lẽ ra phải làm việc đó một cách bí mật, nhưng chúng tôi đã bị lộ. Nhưng bí mật là tất cả mọi người, tất cả 300 người đều đứng vào vị trí để hội thánh Zion giành được chiến thắng. Đến cùng, mỗi người trong chúng tôi cần phải đứng đúng chỗ của mình và giữ vững vị trí của mình cho dù có đáng sợ đến thế nào, dù kẻ thù đang đứng ngay trước mặt mình. Tin tưởng rằng Chúa sẽ chăm sóc. Nhưng khi 300 người, 300 người quá nhỏ so với 135.000 người. Nhưng khi số nhỏ đó trở thành một, rất là quyền năng. Hai điều, họ đã trở thành một với đấng Christ. Vậy điểm chính thứ hai để được bí quyết chiến thắng. Thứ nhất, họ hoàn toàn trông cậy vào Chúa. Nói cách khác họ đã trở thành một với Chúa. Họ kêu la vì Chúa và vì Gê-đôn, vì Đức Giê-hô-va và vì Gê-đôn. Mặc dù Gideon không phải là Chúa, nhưng họ tin ngay cả người yếu đuối này ngay cả người tưởng chừng như tầm thường này cũng là người của Chúa. Và như vậy đi theo Gedeon có nghĩa là đi theo Chúa. Vì Chúa và vì Gedeon không phải để tôn vinh Gedeon. Nhưng hãy nhớ rằng Gedeon đại diện cho Chúa Giêsu là hình bóng của Chúa Giêsu đối với chúng ta. Khi chúng ta hoàn toàn tin tưởng và đi theo Chúa Giêsu, Chúa chúng ta và nơi mà lời Chúa dẫn dắt chúng ta khi chúng ta trở thành một với Ngài nhờ đức tin và nhờ sự vân phục. Chúa sẽ ban cho chúng ta sự chiến thắng. Thứ hai, bí quyết để chiến thắng. Thứ hai, 300 trại quân đã vân phục trong sự hiệp một. Họ đã trở thành một, như tôi đã đề cập trước đó. Mỗi người trong số họ đều đứng ở vị trí của mình và giữ nguyên vị trí của mình không phải trong mối liên kết giữa con người với nhau và mọi người đều hiệp nhất với Chúa. Và do đó, kết quả là mặc dù họ đã giữ vững đức tin của mình, nhưng không một ai quyết định thoát ra. Mọi người đều trung tính với Đức Trời và kết quả là họ trở nên hiệp nhất. Tôi tin rằng đó là những gì chúng ta cần khi chúng ta mong chờ đến năm 2019 cũng như chúng ta đang mong chờ việc chuyển nhà thờ của mình. Để giành được chiến thắng, chúng ta cần sự hiệp nhất với Chúa và chúng ta cần sự hiệp nhất với nhau. Tôi chắc chắn trong số 300 người đó, có người vừa mới đánh nhau ngày hôm qua. Có những người không thích khuôn mặt của nhau. Có những người không có kiểu tính cách phù hợp nhưng khi họ hiệp nhất với Chúa trong đức tin và sự vâng phục, họ có thể cộng tác với nhau, họ có thể tin tưởng lẫn nhau và họ đã trở nên đoàn kết. Câu 17 Khi Gideon nói mà dặn rằng hãy ngó ta và làm y như ta thì không ai nói rằng Gideon là ai. Tôi sẽ làm theo cách của tôi. Không ai nói điều đó mặc dù Gideon yếu đuối nhưng họ tin vào ông là người lãnh đạo do Chúa đặt ra. Và do đó, mọi người được tập trung vào một trọng tâm là Gedeon. Tôi không nói tôi là Gedeon, Chúa Giêsu là Gedeon, lời là Gedeon. Và thế là mọi người đều tập trung vào một, họ không có hai người lãnh đạo, họ không có ba người lãnh đạo, họ không có tất cả các cô rê khác nhau, sự nổi loạn hay bất kỳ điều gì. Họ có một trọng tâm tất cả trong số họ những chiếc bình bị đập bể cũng giống như những chiếc bình bị phá vỡ và công việc được phép tiến triển theo đường lối của Chúa thì quyền năng vĩ đại của Chúa Giêsu Christ sẽ được bộc lộ và chúng ta sẽ giành được chiến thắng. Tôi đang đọc trực tiếp từ sách bộ lịch sử cứu chuộc. Khi cái tôi của chúng ta bị phá bỏ giống như những bình này bị phá vỡ và công việc được phép tiến triển theo đường lối của Chúa, thì quyền năng vĩ đại của Chúa Giêsu sẽ được biểu lộ và chúng ta sẽ giành được sự chiến thắng. Amen. Điều này cũng giống như việc rao giảng và chia sẻ lời Chúa dành cho tất cả các giáo viên của học viện kinh thánh và tất cả các bạn đang chia sẻ lời Chúa mọi lúc mọi nơi. Điều đầu tiên, chúng ta là một chiếc bình rỗng nơi mà ngọn đuốc có thể cháy rực để Chúa có thể bắt đầu công việc của Ngài. Và bí quyết chiến thắng thứ ba cuối cùng có chép rằng 300 chiến binh của Gideon đã kiệt sức nhưng vẫn tiếp tục truy đuổi đến cuối cùng và hoàn thành sứ mệnh của mình. Họ mệt mỏi, kiệt sức. Họ không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng có 15.000 người đã bỏ chạy vì vậy, mặc dù họ không còn chút sức lực nào, nhưng theo tiếng Do Thái, mệt mỏi. Có nghĩa là họ đã kiệt sức, không còn chút sức lực nào. Mệt mỏi, khát nước. Thậm chí sau đó, họ còn đẩy ra. Và từ rượt theo, trong cái quan sát chương 8 câu 4, họ cũng cứ rượt theo, có nghĩa là theo đuổi. Rượt theo, săn lùng, và họ đã đi hết chặn đường. Họ đã hoàn thành công việc của mình một cách trung tính. Trong đời sống đức tin của chúng ta có những lúc chúng ta nhìn xung quanh và nghĩ rằng điều đó là không thể. Chúng ta nản lòng và trở nên yếu đuối và chúng ta nói rằng đây không phải nằm trong phạm vi của chúng ta. Đây không phải là công việc của chúng ta. Thế này là quá nhiều. Có thể nói trong bao nhiêu năm qua tôi đã làm điều tương tự. Tôi ốm và mệt mỏi. Tôi không còn khả năng nữa. Tôi quá già rồi. Tôi quá yếu. Tôi quá ốm. Tôi không thể làm điều đó. Tôi không cố gắng ép buộc bạn làm bất cứ điều gì. Nhưng trại quân của Gedeon, mặc dù họ cảm thấy như họ có thể sa ngã và chết ngay bây giờ hoặc ngủ quên ngay bây giờ, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến tới mỗi 135.000 người đó. Có thể đứng, và đi tiếp tục cho đến khi mọi ma quỷ, tà ác và sa tăng cuối cùng bị tiêu diệt bởi danh Chúa Giêsu Christ. Để kết luận, Gideon đã miêu tả một cách trớ trêu xuyên suốt những câu chuyện mà chúng ta đang học về Gideon, ông đại diện cho Abraham và có những phần trong ông giống như Abraham, ông đại diện cho Abraham. Ông đại diện cho Jacob, ông đại diện cho Moses và hầu hết ông đại diện cho Chúa Giêsu Christ. Trận chiến này đại diện cho đời sống đức tin của chúng ta và mục vụ của chúng ta. Gideon rất yếu đuối, nhưng ông để Chúa sử dụng ông. Chúng ta có yếu đuối hay không? Vậy hãy để Chúa sử dụng chúng ta. Chúng ta đừng cản đường của Chúa sử dụng chúng ta. Chúng ta thường nói, ồ, vâng, không phải cái này, tôi không thể làm điều này, tôi không thích người này, tôi không thích điều này. Nhưng Chúa, nếu Ngài sử dụng con, thì con tin rằng con có thể làm được bất cứ điều gì. Amen. Tôi tin rằng khi bắt đầu, bạn còn tốt hơn Gideon, bởi vì bạn không phải đập lúa trong sân đập lúa. Đúng không? Chúng ta chúng ta đã bắt đầu bằng một cách tốt hơn Gideon và Chúa có thể sử dụng bạn trong cách vĩ đại hơn Gideon. Amen. Có phải bạn không nói Amen bởi vì bạn sợ không? Đúng. Ngài sẽ làm ơn. Đừng tin tôi mà hãy tin vào Chúa. Ngài sẽ sử dụng nhà thờ Zion cho một điều gì đó rất lớn lao. Amen vậy chúng ta hãy tin và để chúa sử dụng chúng ta amen chúng ta hãy sẵn sàng cho chúa chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện lạy cha thiên thượng kính yêu chúng con tạ ơn cha vì công việc vĩ đại quyền năng và đầy lòng thương xót mà ngài đã thực hiện trong chúng con và qua chúng con chúa ơi con cầu nguyện rằng ngài hãy sử dụng chúng con rằng chúng con yếu đuối nhưng một điều mà Ngài cần ở chúng con là sẵn sàng phục vụ và tuân theo sức mạnh quyền năng của Ngài. Và vì vậy, cha ơi, xin cho cái tôi của chúng con, xin cho nỗi sợ hãi của chúng con bị phá vỡ như một chiếc bình và những chiếc bình đó. Và cầu mong rằng ánh sáng rực rỡ và sự hiện diện đầy quyền năng, vinh quang của Ngài được thể hiện cho toàn thế giới và chúng con tin rằng Ngài sẽ tiêu diệt được thế lực bóng tối. Xin Chúa giúp chúng con trong cuộc sống chúng con, trong cuộc sống cá nhân. Và với tư cách là một nhóm, với tư cách là một nhà thờ Zion, chúng con tin rằng Ngài đã gọi nhà thờ Zion giống như 300 chiến binh của Gideon vậy. Vì vậy Chúa hãy sử dụng chúng con, ban quyền năng cho chúng con. Xin giúp chúng con nhìn thấy tầm nhìn của bánh nhỏ bằng bột lúa mạch. Chúng con cảm ơn Ngài rất nhiều vì ân điện của Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa trời.